chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Thành công không phải dựa trên tính cần cù liên tục, mà đôi khi mấu chốt của sự thành công bền vững nó lại nằm ở việc bạn biết dừng nghỉ để kiến tạo cho những bước đi dài hơn. Luôn duy trì tinh thần làm việc ở cường độ cao liệu có đúng hay không? Khả Huy vốn là người đã và đang thành công trên lĩnh vực mà cậu ấy theo đuổi, đó chính là hội họa. Ngay từ nhỏ, Khả Huy đã bị say đắm bởi những bức họa kiệt tác mà thế hệ đi trước để lại. Bởi lẽ, trong Khả Huy luôn nung nấu một ước mơ cháy bỏng, đó là một ngày không xa nào đó, cậu cũng có được cho riêng mình một bộ sưu tập với những bức vẽ để đời, được nhiều người biết đến không chỉ là tính thẩm mỹ mà còn là ở sự giá trị vô thời gian mà nó mang tới. Thời gian sau đó, cậu liên tục trau dồi, bổ túc thêm cho mình thật nhiều những kỹ năng bổ trợ có ích để có thể sớm nhanh chóng thực hiện ước mơ lớn ấy. Vài năm sau, nhờ sự cố gắng tìm tòi và nỗ lực không ngừng, những bước đi ban đầu đã giúp cậu gặt hái được thành công riêng. Một tác phẩm cậu dày công chăm chút thực hiện đã góp phần đưa tên tuổi Khả Huy bước ra ánh sáng, được nhiều bạn bè và anh em trong giới biết đến nhiều hơn bởi chất vẽ riêng biệt, cá tính sáng tạo riêng, phong cách trội hơn hẳn bởi lối nghĩ riêng mà trước đó chưa ai từng nghĩ và khám phá để cho ra đời những tác phẩm như vậy. Càng về sau này, sự chín chắn trong ngòi bút và ý tưởng của Khả Huy càng được khẳng định chắc hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, giới trong nghề nhận định Khả Huy thực sự là của hiếm của nền hội họa nước nhà. Cũng từ đây, danh tiếng của cậu càng được nhiều người biết đến hơn, những đơn đặt hàng hợp tác cũng vì thế mà ngày một nhiều hơn. Thế nhưng, kể từ khi xác định được vị trí của mình ở hiện tại, Khả Huy luôn tâm niệm phải làm việc nhiều hơn để giữ vững phong độ hiện có, phải làm sao có được nhiều hơn những tác phẩm chất lượng để phục vụ cộng đồng, những người đam mê nghệ thuật. Có những đêm, Huy cảm thấy áp lực do chính kỳ vọng mà bản thân mình đặt ra. Cậu luôn sợ cái bóng của chính mình, sợ bị khán giả so sánh, những sản phẩm về sau sẽ không bằng những sản phẩm trước đó. Và cứ như thế, sự mệt mỏi đã dần chiếm hữu bản thân Khả Huy từ lúc nào không hay. Dù có xuất sắc đến đâu, bạn cũng sẽ phải thừa nhận với tôi rằng bản thân chúng ta vốn dĩ chỉ là những cá thể bình thường, có những khung giờ sinh hoạt bình thường. Nhưng khác ở chỗ là sẽ có người làm được những công việc khác thường mà ít người sẽ không thể chạm tới. Vậy nên, dù đặc biệt đến đâu, bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian dừng nghỉ vừa đủ để tái tạo lại năng lượng. Trên tất cả mọi mặt của đời sống, chúng ta không thể không nhắc tới tầm quan trọng của cảm hứng. Một người làm việc vừa có chuyên môn, vừa có sự cảm hứng sẽ cho ra được những tác phẩm chất lượng chuyên môn giá trị hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta làm việc một cách tỉ mỉ và máy móc. Để có được nguồn cảm hứng ấy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận dành riêng cho mình một khoảng thời gian dừng nghỉ vừa đủ để tái tạo lại cảm hứng, nguồn năng lượng mà vốn dĩ bấy lâu nay chúng ta đang bỏ quên và bắt chúng làm việc một cách không ngừng nghỉ. Nhiều người vì tham công tiếc việc, vì khối lượng dự án, công việc nhận về quá lớn khiến cho quãng thời gian trở nên chật kín và không còn nhiều thời gian dành cho bản thân. Trường hợp của Khả Huy mà tôi kể trên là minh chứng rõ nhất cho các bạn thấy.
vì muốn duy trì sự thành công ấy một cách bền vững và lâu dài hơn mà đánh đổi bằng tất cả những gì bản thân mình vốn có. Duy trì tinh thần làm việc ở cường độ cao một cách liên tục, đó quả thực là một điều không nên. Đôi khi lùi lại không phải là vì yếu kém, mà là để ngắm nhìn và nghiên cứu đối thủ một cách kỹ hơn, tạo sự bất ngờ lớn hơn cho những bước nhảy thật sự chất lượng hơn. Người ta gọi là lùi một bước, tiến ba bước. Bạn thân mến, hãy sống vì bản thân, vì sức khỏe và niềm vui của chính mình, chứ không phải dựa trên sự kỳ vọng của người khác dành cho mình. Chỉ có như vậy, thành công mới thật sự đến và ở lại bên bạn dài lâu. Chúc bạn luôn thành công! Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.